Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị cô chú đã đến với kênh YouTube của Thiên Lý ngày hôm nay nhé. Hôm nay thì Thiên Lý sẽ chia sẻ với tất cả mọi người, đó chính là chúng ta nên bổ sung chất béo như thế nào để mình không có lo bị mập, không lo bị tăng cân hay là lo bị bệnh. Khi mà nghe nói đến chất béo á, chắc chắn là có rất là nhiều người mang một cái tâm lý đó là kỳ thị này. Không có muốn sử dụng chất béo nhiều đúng chưa? Điều này thì cũng hoàn toàn là dễ hiểu, bởi vì hiện nay trên toàn thế giới thì có đến cả hàng triệu người đang gặp tình trạng là béo phì hay là bị những cái bệnh mà liên quan đến béo phì, và đặc biệt là những cái căn bệnh nguy hiểm như là bệnh tim mạch này, đột quỵ này, thì nó đều có liên quan đến chất béo. Tuy nhiên đó là liên quan đến chất béo xấu hay còn gọi là chất béo bão hòa. Thì chất béo bão hòa là một cái loại chất béo mà nó sẽ có thể bị đông đặc ở nhiệt độ bình thường, khiến cho cơ thể của mình sản sinh ra nhiều cholesterol xấu và làm tăng nguy cơ những cái bệnh về tim mạch. Thường thì chất béo xấu, chất béo bão hòa nó sẽ có mặt ở đâu? Đa phần thì nó sẽ có mặt nhiều trong các loại động vật thân nhiệt cao như là thịt heo, thịt bò chẳng hạn, đặc biệt là mỡ heo, mỡ bò. Nếu mà chúng ta ăn quá nhiều thì chắc chắn nó sẽ làm tăng cái cholesterol ở trong mạch máu trong cơ thể của mình. Ngoài ra thì những cái đồ ăn chiên xào dầu mỡ mà hàng ngày chúng ta đang ăn nhiều, đa phần nó đều có chứa chất béo bão hòa. Rồi là những cái đồ ăn vặt này, hay là đồ ăn mà chế biến sẵn chẳng hạn, đấy, nó chứa rất là nhiều những cái loại gia vị, đặc biệt là những cái chất béo bão hòa. Thì những cái thực phẩm như vậy tốt nhất là chúng ta nên hạn chế nhá, đặc biệt là những ai mà đang có những cái bệnh liên quan đến mạch máu, liên quan đến tim mạch thì hãy hạn chế, chúng ta bỏ luôn thì tốt nhất. Tuy là như vậy nhưng chất béo lại là một trong bốn nhóm chất quan trọng của cơ thể và cần được chúng ta bổ sung mỗi ngày. Bởi vì chất béo nó sẽ đảm nhận một cái vai trò quan trọng trong cái quá trình xây dựng nên cấu trúc của cơ thể này, hỗ trợ là dự trữ năng lượng, hỗ trợ hấp thụ những cái loại vitamin hay là cung cấp những cái axit cần thiết cho cơ thể của mình. Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào? Mọi người yên tâm, Lý ở đây là để đưa đến giải pháp cho mọi người mà. Thì cái cách mà Lý chọn đấy, đó là mình sẽ chọn bổ sung những cái chất béo lành mạnh hay còn gọi là chất béo không bão hòa. Những cái chất béo không bão hòa này nó sẽ không có bị đông đặc lại ở nhiệt độ bình thường, có khuynh hướng làm giảm cholesterol ở trong máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, sản sinh ra các cholesterol tốt truyền đi khắp nơi trong cơ thể và ngăn ngừa những cái bệnh về tim mạch. Và dưới đây là bốn cái cách mà Lý đang bổ sung chất béo tốt cho cơ thể của mình mỗi ngày. Thứ nhất đó chính là Lý sẽ bổ sung chất béo tốt từ cái sản phẩm Marine Omega 3. Omega 3 nó là một cái sản phẩm chất béo lành mạnh đã rất là nổi tiếng từ ngày xưa đến bây giờ rồi đúng chưa? Và đây cũng là một cái chất mà được các nhà khoa học chứng minh, công nhận là nó có lợi cho sức khỏe. Và khi mà được bổ sung đều đặn á, thì nó sẽ có những cái sự khác biệt trong cái sức khỏe, trong cái cơ thể của mình. Cái sản phẩm Omega 3 này nó sẽ hỗ trợ làm sạch máu cho chúng ta, làm sạch đi những cái cholesterol mà đang bị dư thừa, những cái mảng bám cholesterol ở trong cái mạch máu, hỗ trợ làm sạch mạch máu, giúp cho máu huyết lưu thông tốt hơn, hỗ trợ ngăn ngừa những cái bệnh tim mạch, tốt cho hệ thần kinh và giác mạc, đẹp da, và đặc biệt đó là nó sẽ giúp cho da duy trì sản sinh collagen ổn định hơn. Vậy nên thì thực sự là Lý không có bổ sung collagen, mà mình sẽ tìm hiểu là mình sẽ cung cấp cho nó những cái nguyên liệu để giúp cho cơ thể của mình, tế bào da của mình sản sinh collagen tự nhiên được một cách ổn định hơn. Và cái omega 3 mà Lý đang sử dụng ở đây là một cái sản phẩm omega 3 được chiết xuất từ cá thu và cái con nhuyễn thể của lưu, từ những cái vùng biển hoang sơ và tận sâu dưới đáy đại dương. Tại sao điều này nó lại quan trọng? Bởi vì khi mà những cái nguyên liệu nó được khai thác từ vùng biển hoang sơ hay là tận sâu dưới đáy đại dương thì những cái nguyên liệu đó nó sẽ không có bị nhiễm những cái thủy ngân, những cái kim loại nặng do những cái hoạt động của con người mình sản sinh ra. Vậy nên đây là một cái vùng nguyên liệu rất là sạch và nó sẽ cho ra một cái sản phẩm omega 3 siêu tinh khiết như thế này. Mọi người có thể sử dụng đều đặn nhé. Lý đã sử dụng đều đặn nó đến nay là khoảng 5 năm rồi đấy các anh chị. Thì Lý sẽ dùng là một ngày, hiện nay mình duy trì là một ngày một viên. Nếu như mà trước đó các anh chị chưa từng dùng omega 3 bao giờ thì từ 1 cho đến 3 hộp đầu tiên mọi người nên dùng một ngày 2 viên đó, để mình hỗ trợ đó, mình kích thích, mình làm sạch toàn bộ cơ thể của mình. Sau đó thì mọi người sẽ duy trì ngày một viên nhé.
Đến sản phẩm thứ hai mà Lý bổ sung chất béo lành mạnh cho cơ thể của mình để không lo bị béo, không lo bị bệnh này, đó chính là dầu ô liu. Dầu ô liu là dầu mà được chiết xuất từ trái của cây ô liu. Thì dầu ô liu thì nó lại nổi tiếng ở trong cái chế độ ăn healthy từ trước đến nay đúng không? Dầu ô liu thì nó sẽ hỗ trợ giúp cho cơ thể của mình chống viêm, giảm quá trình oxy hóa cholesterol, cải thiện sức khỏe mạch máu, quản lý đông máu và giảm huyết áp. Hiện nay thì cái loại dầu ô liu mà Lý đang sử dụng đó là cái dầu ô liu Extra Vegan. Đây là cái loại dầu ô liu mà được xem là cái loại mà tốt nhất cho sức khỏe hiện nay. Nó được chiết xuất bằng phương pháp tự nhiên và được chuyển hóa cho độ tinh khiết và được đo lường bằng các giác quan nhất định như là vị giác và khứu giác. Cách sử dụng thì rất là đơn giản. Một ngày Lý sẽ dùng nó từ 2 cho đến 3 muỗng canh. Cái muỗng canh ăn cơm đó mọi người. Thì Lý sẽ dùng một là trộn vào trong salad nếu như mà hôm nào Lý ăn salad. Thứ hai là mình sẽ trộn vào trong nước ép hoặc là sinh tố rau củ. Dùng chung với lại nước ép hoặc là sinh tố rau củ cực kỳ là tuyệt vời. Bởi vì ngoài cái việc mà chúng ta sẽ trực tiếp cung cấp cái chất béo cho cơ thể của mình, thì trong các loại vitamin thì có 4 loại vitamin đó là A, D, E, K. Thì nó sẽ tan ở trong chất béo. Vậy nên khi mà mình trộn chung với lại là nước ép hay là sinh tố rau củ, những cái chất béo như thế này á, nó sẽ hỗ trợ là hấp thu những cái loại vitamin tốt hơn. Đồng thời thì nó cũng bổ sung thêm cả chất béo lành mạnh cho cơ thể của mình nữa. Loại thứ ba mà Lý đang cung cấp chất béo tốt cho cơ thể của mình đó chính là dầu dừa ép lạnh. Dầu dừa thì quen thuộc nhưng dầu dừa ép lạnh thì có thể hơi xa lạ với mọi người đúng chưa? Lý sẽ điểm qua một vài cái lợi ích của nó nhé. Thật sự cái dầu dừa ép lạnh này á, nó có vô cùng là nhiều lợi ích cho sức khỏe của mình. Nhưng Lý thường xuyên bổ sung mỗi ngày là để hỗ trợ kiểm soát cái sự phát triển quá mức của nấm candida trong cơ thể, trong cái đường ruột của mình. Gần như thì ai cũng sẽ có nấm candida hay là những cái ký sinh trùng ở trong đường ruột hay là trong mạch máu của mình hết. Vậy thì cái dầu dừa ép lạnh này á, nó rất là hiệu quả trong cái việc là diệt đi những cái ký sinh trùng gây hại hay là những cái sự phát triển quá mức của nấm candida. Đây là cái lý do đầu tiên mà Lý sử dụng. Ngoài ra thì nó sẽ còn giúp cho cơ thể của mình chống viêm này, giúp cho tiêu hóa tốt hơn, ngăn ngừa những cái bệnh tim mạch và ung thư, tăng cường sức đề kháng và là một cái thành phần không thể thiếu trong cái quá trình thải độc và thanh lọc cơ thể. Thường thì cũng nhiều người cũng sẽ sử dụng về cái dầu dừa ép lạnh này để mà làm tẩy nấm đấy. Vậy nên cái đây là một trong những cái loại dầu, một cái loại chất béo mà nhất định không thể thiếu trong gia đình của mình được nhé. Dầu dừa ép lạnh là một cái sản phẩm dầu dừa được sử dụng máy ép ly tâm đẩy khí lạnh qua cơm dừa đã xay nhuyễn để tách nước và cho ra sản phẩm dầu dừa tinh khiết. Khác biệt lớn nhất ở cái sản phẩm dầu dừa ép lạnh và những cái dầu dừa mà bình thường mà mọi người hay thấy đó chính là nhiệt độ. Dầu dừa ép lạnh thì sẽ sử dụng khí lạnh, còn dầu dừa truyền thống thì sẽ dùng nhiệt độ cao. Vậy nên khi mà người ta sử dụng cái khí lạnh như vậy thì sẽ giúp giữ được nguyên những cái giá trị dinh dưỡng ban đầu ở trong một cái loại dầu dừa như thế này. Cách dùng thì cũng tương tự như là với dầu ô liu, đó là một ngày Lý sẽ uống khoảng là thì 3 muỗng canh dầu dừa. Muỗng canh là muỗng ăn cơm đó, 3 muỗng như vậy thì nó được khoảng 45ml. Thì đối với dầu dừa này là vào buổi sáng ngủ dậy là Lý sẽ ngay lập tức uống ngay 1 cho đến 2 muỗng dầu dừa như thế này nhá. Chưa có uống nước gì đâu, Lý sẽ uống dầu dừa trước để mà nó kiểm soát cái nấm trong đường ruột của mình. Nó làm sạch đường ruột của mình, giúp cho tiêu hóa tốt hơn cũng như là hạn chế cái vấn đề mà bị hôi miệng. Đó, cái này rất là tuyệt vời đó các anh chị. Rồi cái phần còn lại thì Lý sẽ bổ sung vào trước bữa ăn trưa hoặc là trước bữa ăn tối khoảng 30 phút. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể trộn với salad hoặc là cho vào trong những cái nước ép rau củ để mọi người dùng, giống như là cái dầu ô liu các anh chị nhé. Thì đây là hai cái loại dầu mà Lý bổ dùng hàng ngày. Ngoài cái việc là bổ sung cho cái chất béo lành mạnh này thì nó cũng hỗ trợ tăng sức đề kháng. Đó không chỉ là riêng để mà mình ăn uống bình thường không đâu nha, mà nó sẽ giúp cho cái sức khỏe của mình rất là nhiều. Dùng để nấu nướng chiên xào những cái loại dầu này thì nó cũng sẽ hạn chế là làm biến chất khi mà tiếp xúc với nhiệt độ cao, thì nó cũng hạn chế là bị biến đổi những cái chất ở trong này. Nó rất là an toàn cho sức khỏe của mình luôn. Và cái loại cuối cùng mà Lý bổ sung đó chính là từ sữa hạt hay là từ các loại hạt. Thì cái chất béo ở trong các loại hạt thì nó cũng là omega 3, nó cũng tương tự giống như là cái đầu tiên như thế này này. Thì nó sẽ giúp là làm sạch cái máu của mình và rất là có lợi cho sức khỏe và tim mạch. Về cái sữa hạt này thì mọi người cũng biết cách dùng rồi đúng chưa? Là mình sẽ pha ra để mình uống với nước bình thường, hoặc là mọi người sẽ cho vào trong sinh tố, mọi người xay chung với các loại rau củ quả trái cây. Thì nó vừa cung cấp là các chất béo tốt này trong các loại hạt, còn có protein nữa.
Và đó là bốn cái sản phẩm và là bốn cách mà Lý bổ sung chất béo tốt tại nhà. Khi mà mọi người thay thế những cái chất béo không tốt đó bằng những cái chất béo tốt á, Lý chắc chắn là sức khỏe của các anh chị sẽ thay đổi. Đặc biệt là những anh chị nào mà đang có những cái vấn đề về tim mạch này, hay là hay bị tê bì tay chân, rồi là hay bị đau đầu chẳng hạn, hay là đôi mắt của các anh chị không được tốt, thì khi mà các anh chị bổ sung đầy đủ những cái chất béo tốt thì sẽ thấy là những cái vấn đề đó nó được giảm đi rất là rõ rệt. Bởi vì những cái chất béo tốt nó sẽ hỗ trợ là loại bỏ đi những cái cholesterol xấu hay là những cái độc tố ở trong mạch máu của mình, giúp cho mạch máu nó sạch hơn, thì máu huyết lưu thông tốt hơn, thì những cái vấn đề đau nhức hay là khó chịu trong cơ thể của mình các anh chị sẽ thấy được cải thiện nhé. Đặc biệt là một cái mà Lý rất là thích, đó chính là da dẻ sẽ căng bóng mướt hơn rất là nhiều khi mà được cung cấp đầy đủ những cái chất béo tốt như thế này. Vậy nên đối với chị em phụ nữ, nếu như mà mọi người quan tâm đến cái việc làm đẹp, quan tâm đến làn da của mình á, thì mọi người đừng chỉ có chăm sóc da ở bên ngoài hay là mọi người uống những cái sản phẩm tốt cho da không, mà mọi người hãy tập trung chăm sóc sức khỏe từ bên trong và tập trung những cái sản phẩm tốt cho sức khỏe. Bởi vì thực ra cái làn da nó chính là phản ánh của sức khỏe mà. Nếu như mà cơ thể của các anh chị sạch, cái sức khỏe của mình bên trong nó thật sự tốt, chắc chắn là cái làn da của mình nó sẽ có sức sống hơn, rồi nó sẽ hồng hào hơn và nó sẽ căng bóng mướt hơn, mà nó lại hạn chế cái vấn đề lão hóa cho mình nữa. Và đây là những cái sản phẩm mà Lý đúc kết trong nhiều năm qua và Lý thấy rất là tuyệt vời cho sức khỏe. Nếu như mà các anh chị cũng muốn là bổ sung những cái sản phẩm giống y chang Lý như thế này á, đúng không ạ? Những cái viên omega này, đây là dầu ô liu, đây là dầu dừa, hay là cái sản phẩm về sữa hạt chẳng hạn, thì mọi người có thể để lại số điện thoại hoặc là liên hệ với Lý trực tiếp qua số là 0967937564 để Lý sẽ tư vấn thêm và có thể là chia sẻ lại những cái sản phẩm này để các anh chị cùng dùng những cái sản phẩm chất lượng cho mình yên tâm nhất nhé. Và mọi người hãy đăng ký cái kênh YouTube của Thiên Lý để ví dụ khi nào mà Lý đăng những cái video mới lên, những cái giá trị mới lên thì nó sẽ gửi thông báo là các anh chị có thể vào xem ngay được. Mình không có bỏ lỡ bất cứ điều gì hết các anh chị nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.